áp lực nhiều lắm, tại vì thứ nhất là về thể xác mình rất là mệt mỏi, đặc biệt là những bà mẹ để mổ như Karen á, thì nó có một cái vết mổ rất là lớn, cái chuyện mà mình di chuyển nó cũng đã khó khăn rồi, chứ đừng nói cái chuyện mà mình phải giảm cân hay là như thế nào. Cho nên là cái bước đầu tiên là mình phải để cho bản thân mình thoải mái, để cho cái vết thương mình nó lành lặn, và đặc biệt là phải đi khám bác sĩ để xem là cái tình trạng của mình có thể tập thể dục lại chưa và tập thể dục ở mức độ nào. Thật sự là mọi người có thể nghĩ là Karen sẽ tập cái gì đó nhiều hoặc là ép cân nhiều đó, nhưng mà ra rất là đơn giản là mỗi ngày mình đi bộ 30 phút, sau khi khoảng thời gian mình nghỉ á thì mình bắt đầu tập trở lại, thì mình chỉ có đi bộ 30 phút thôi. Và cái việc mà mình vừa chăm sóc con này, vừa cho em bé bú nữa, thì nó tạo cho mình một cái gọi là xuống cân tự nhiên á. Tại vì khi mà người mẹ cho em bé bú á thì nó sẽ cạn cái năng lượng luôn á. Rồi mình ăn uống cũng không phải là kiêng khem, mình chỉ là ăn uống vừa đủ thôi, mình không ăn quá nhiều cũng không ăn quá ít, nó ăn vừa đủ để có sữa cho em và giữ sức khỏe cho bản thân nữa.